bản thân á nhờ chụp mấy tấm ảnh xì style Hàn Quốc. Và đây là cách tôi biến bạn tôi thành hàng gió đá. Tình anh em chắc có bền lâu. Muốn đẹp như trên phim, đầu tiên bạn phải tư vấn cho bạn lựa một bộ trang phục phù hợp cái đã. Giày tây, áo sơ mi, bỏ một tay vào túi quần, đứng thẳng, hơi nghiêng mình tí, áp dụng thêm bố cục đường dẫn. Ta da, thế này là đủ đẹp. Đơn giản đúng không các bạn? Chưa đủ thì mình cho bạn ngồi xuống nha. Dáng này mới là đỉnh nè. Người chụp vòng ra sau lan can, ngồi xuống, góc máy hơi hướng lên. Bạn nam á chỉ cần ngồi xuống lan can, một chân duỗi, một chân co, chân nào hướng về ống kính thì duỗi thẳng ra nha. Ngầu thế này thì nhất cái nách. Vẫn góc chụp đó, đổi dáng chỉnh đồng hồ, đơn giản thế thôi mà ảnh bánh cuốn vô cùng. Người chụp nhiệt tình là luôn thay đổi tiêu cự hoặc là vị trí chụp. Mình hãy tiến lại gần bạn nam là có ngay tấm hình làm hiệu ứng giật giật. Chụp người không thì chưa đủ đâu anh em. Trên phim thì chúng ta thấy là người ta thường tương tác với môi trường xung quanh, ví dụ như cái biển hiệu này. Mẫu không cần phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần nghiêng cái góc mặt ấn tượng vô ống kính là được. Bạn chụp mà cho thằng bạn thân cỡ này thì đảm bảo tình bạn chỉ có đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Đây là một trong rất nhiều kỹ thuật được chia sẻ trong khóa học quay chụp và chỉnh ảnh bằng điện thoại online và offline của Sam.